Khác với chó, mèo luôn luôn lạnh lùng, đôi khi thì cũng rất là khủng. Mèo có lúc điềm tĩnh, thảnh thơi, nhưng có lúc lại cứ vả nhau thẳng tay mà chẳng cần biết lý do gì cả. Ngày xưa, mình từng rất muốn nuôi chó, vì mình nghĩ là mình có thể dạy chúng làm được rất nhiều trò. Nhưng chẳng hiểu duyên số đã đưa đẩy cuộc sống của mình thế nào mà lại gắn liền với hai cái đứa này. Và mình chợt nhận ra một điều là không phải là mèo không thông minh, mà là chúng ta có đủ kiên trì để dạy bảo chúng, hay là đợi đến lúc chúng thể hiện tài năng của mình ra hay không mà thôi. Hello, mình là Thảo, rất vui được làm quen với bạn. Vậy thì làm thế nào để có thể huấn luyện để mèo bắt tay hoặc thực hiện những hiệu lệnh mà bạn đưa ra? Để làm được việc này, có phải là mình đi dạy ngôn ngữ của người cho mèo không nhỉ? Bảng chữ cái tiếng Việt có 29 chữ cái. A này, B này, C này, E này. À, ý của mình không phải là như vậy đâu nhá. Khi bạn muốn mèo làm theo một hiệu lệnh nào đó, thì bạn hãy chỉ cho chúng hiệu lệnh ấy sẽ thực hiện như thế nào và lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tạo thành phản xạ. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp đấy, nhưng mà thực ra là không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Chúng mình hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, hãy chuẩn bị đồ ăn mà chúng thích. Có thể là đồ ăn hàng ngày như thịt luộc được cắt nhỏ hay các loại bánh thưởng, siêu đều được cả. Thời điểm huấn luyện thích hợp nhất là lúc mà mèo còn đang tỉnh táo. Đừng chọn lúc chúng đang buồn ngủ mà dựng dậy để bắt luyện tập đấy nhá. Xong rồi, dậy đi, xong rồi. Ở lần tập đầu tiên, chắc chắn là mèo sẽ chưa biết mình phải làm gì. Vì vậy, bạn hãy hướng dẫn cho chúng bằng cách tác động tay của mình vào chân trước của chúng như thế này này. Sau mỗi lần thực hiện, hãy khen chúng bằng cách tán thưởng hoặc là xoa đầu và thưởng cho chúng bằng đồ ăn mà bạn đã chuẩn bị. Mỗi buổi tập chỉ nên kéo dài 5 đến 10 phút tùy theo khả năng tập trung của cả hai. Nếu mèo đã cảm thấy chán hoặc đã no rồi thì chắc chắn là bạn ấy không muốn học nữa. Tốt nhất là nên dừng lại và tiếp tục tập luyện vào ngày hôm sau hoặc bữa ăn tiếp theo. Mèo sẽ quen dần vào buổi tập thứ hai và phản xạ sẽ nhanh hơn với những yêu cầu của bạn. Mặc dù vẫn cần bạn phải nhắc bài một chút. Như bạn thấy đấy, mới đến buổi thứ 3 mà Sâu đã có thể hoàn toàn thực hiện hiệu lệnh bắt tay này mà không cần mình phải hỗ trợ nữa. Như thế là đã thành công rồi đó. Tổng thời gian mà bọn mình luyện tập chỉ chưa đến 30 phút mà thôi. Nếu đã thực hiện thuần thục rồi thì cũng đừng quên là luôn luôn phải ôn lại bài cũ đấy nhé. Hai tay luôn, hai tay luôn, em ngồi đi, em ngồi đi, em ngồi đi. Hai tay mà, đúng rồi, đúng rồi.
Tuy nhiên, cũng giống như người, mỗi bạn mèo cũng có khả năng tiếp thu khác nhau. Nếu mèo của bạn hướng dẫn mãi mà vẫn không thực hiện được thì cũng đừng buồn nhé, vì có rất nhiều đứa không chịu học bài như vậy đấy. Và đây là một minh chứng. Em yêu yêu thương thương nào. Ngủ rồi, tay đâu? Tay nhầm đâu? Ôi, ơ kìa. Này, tay nào, ơ. Tay đâu? Em ơi. Chân đâu? Tay đâu? Tay đâu? Ơ, ơ. Ơ, tay đâu? Ơ, tay đâu? Chúc các bạn sẽ có những giây phút tập luyện thật là thú vị. Và đừng quên like và subscribe kênh cho chúng mình để cập nhật thêm những video mới nữa nhé.